Ok, xin chào các anh em. Hôm nay thì mình sẽ muốn có một cái phần là mình test một cái dòng sản phẩm, đó là máy hút bụi giường nệm. Thì bình thường đối với các loại giường nệm mà chúng ta hay nằm thì thường mắt thường chúng ta sẽ không biết là cái giường của chúng ta nó có bẩn bụi đến mức nào, đúng không? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một dòng sản phẩm đến từ dòng Nostal, một cái máy hút bụi để mình có thể là trải nghiệm xem, hoặc để mình có thể test trực tiếp xem là cái đệm của mình đang nằm nó có thực sự là sạch sẽ như mắt chúng ta nhìn thấy không. Ok, thử nhá. Ok, hôm nay mình sẽ review qua cho tất cả anh em xem cái sản phẩm, đó là dòng máy hút bụi của dòng Nostal này. Nó sẽ có những cái tính năng gì, ưu điểm gì? Thì đầu tiên với dòng hút bụi Nostal này thì đầu tiên mình cảm thấy là nó cầm nó rất là khá là nhẹ, rất là vừa tay. Thì cái này để chúng ta có thể là vừa ngoài chỉ không chỉ là việc là hút bụi giường nệm mình, thì chúng ta có thể sử dụng nó như kiểu là hút bụi, như kiểu là mình vệ sinh cái bàn làm việc của mình này, hay là về vệ sinh hút bụi quần áo, hoặc là những bạn nào ở nhà có nuôi kiểu chó mèo chẳng hạn. Đó, thì là mình sẽ có những phần lông cho mèo mà chúng ta bình thường mắt nhìn chúng ta sẽ không nhìn thấy nó bám vào trên ghế, thì mình sẽ sử dụng cái này để hút trực tiếp để tránh ảnh hưởng đến việc là lông cho mèo, ảnh hưởng đến việc là những gia đình mà nuôi thêm các việc trẻ em nhỏ. Đó, thì với cái sản phẩm này thì với lực hút của nó thì khá là khỏe, nó lên đến 10.000 Pascal thôi. Công suất của nó là 68W. Thì nó có sẽ có phần khử trùng một tiêu UV ở trên này. Ở đây mình sẽ đây cái phần lọc bụi của nó này, ống chứa bụi. Đấy, ống chứa bụi này thì nó sẽ có một cái đầu lọc cách riêng này và một cái hộp chứa bụi trên này. Cái lọc này chúng ta khi mà hút xong thì chúng ta có thể là sử dụng cái chổi để mình có thể quét cụ thể đi. Ở cái phần này thì mình sẽ yêu cầu mọi người là thường thì chúng ta sẽ không nên là rửa bằng nước, không nên tránh nên rửa bằng nước, và chúng ta sẽ sử dụng bằng cái chổi để quét khô là ok nhất. Nó sẽ đảm bảo cái lõi lọc này của chúng ta được sử dụng được một cách lâu dài. Này, với cái này thì nó sẽ có hai cấp độ để chúng ta sử dụng. Một dạng cấp độ này, và hai dạng cấp độ này. Thì khi khởi động thì nó mới nhìn thấy này, đó. Việc là có ví dụ bọ dặn gì hay là những cái bụi mịn, nhiều vi khuẩn trên giường mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy, thì khi vào chế độ này nó hút lên thì nó sẽ có phần tiêu UV, nó sẽ gửi cho mình. Hai nữa sẽ có hai phần đầu nhấn như này, đó, thì nó có thể nó chảy được sâu nhất cái phần bụi nó cào lên, mà là phần ống hút ở trên này. Ống hút thì nó sẽ theo đường này, nó sẽ lọc trực tiếp vào về cái phần đầu bụi trên này, đó. Thì cái mục tiêu cái chính của nó là việc là khi mà trên cái giường của mình thì những cái bụi mịn của nó sẽ được lọc trực tiếp qua trên này, đó. Một cái sản phẩm nó khá nhẹ nhàng, nhỏ gọn, đó. Thì mọi người có thể hút trực tiếp được. Thì phần video sau mình sẽ hút trực tiếp trên cái giường của mình xem, để mình kiểm chứng với tất cả anh em xem là hiện tại cái giường mình đang nằm nó có sạch như mình nghĩ hay không. Ok mọi người, đó tiếp theo cái phần video thứ hai của mình nhé.